Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà cũng đã được 2 năm. Người yêu ơi em có biết không, thật sự anh yêu em nhiều lắm. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên anh gặp em, cái ngày định mệnh ông trời xui khiến cho anh gặp được em. Ta vô tình gặp được nhau giữa nơi đông người đầy hối hả. Cảm giác lúc đó chỉ biết ngập ngừng, thật sự anh không có thể tả. Sau bao nhiêu khó khăn thử thách, cuối cùng ta đã là của nhau. Anh sẽ trân trọng những gì đang có, mãi yêu em cho đến ngày sau. Vì có đôi lúc em hay nhẫn nhủ chọc anh điên lên cho anh giận. Những lúc như vậy nhìn thấy em khóc, cơn giận lại vơi dần. Anh thích nhìn thấy em cười à, vì khi em cười dễ thương lắm. Thích những hành động em đối với anh, trong đó có cả sự quan tâm. Ngay lúc này đây cho anh chính thức được gọi em là vợ tương lai. Sẽ đi cùng em hết chặng đường dài và không để em phải vướng lại. Rồi ngày mai chuyện tình hai ta sẽ kết thúc bằng cái đám cưới. Em là cô dâu, anh là chú rể, giữ cho nhau mãi một nụ cười. Cho anh xin lỗi áp lực công việc chứ thật sự anh đâu muốn. Cũng tại cái tính cặp cái của em suốt ngày ghen tuông anh vô cớ. Anh ở trong nhà từ sáng tới chiều, sao lại nói anh ăn cơm thèm phở. Nếu ai có hỏi liệu rằng sau này mày sẽ yêu em ai khác, anh sẽ lắc đầu và trả lời rằng tình này không phải không phai nhạt. Tiếng nhịp đập nơi tim anh, em đưa tay cảm nhận thử xem vào bốn ký tự Trần Thị Mai Hương. Anh đã cắt sâu vào phía trong tim, chẳng gian nào nơi em đến mang ánh nắng cho cuộc đời anh. Thì dắt anh nhìn vào em làm xóa đi bầu trời hiu quạnh. May mắn lớn nhất cuộc đời anh là có em ở bên cạnh.